Laptop vua cho hỏi có nên mua tản nhiệt sò lạnh cho laptop không? Nếu có thì mua ở đâu? Phải là một câu hỏi rất hay, đúng không anh em? Mùa hè thì đã đến rồi, thời tiết bây giờ nóng kinh khủng khiếp, toàn đến khoảng độ 38, 40 độ, 42 độ. Và mỗi lần chúng ta sử dụng laptop để mà sử dụng tác vụ nặng như kiểu là chơi game nặng hay là làm đồ họa thì cái chiếc laptop của chúng ta phải nó nóng nóng dã man. Và cái việc tìm kiếm một cái mẫu tản nhiệt phù hợp cho laptop là cái điều cần thiết thời điểm hiện tại. Mình rất khuyến khích điều đó. Tản nhiệt sò lạnh cho điện thoại thì thứ này chúng ta đã biết rất nhiều rồi, đúng không anh em? Một cái tính ưu việt, một cái mức giá mềm và hiệu quả tản nhiệt của nó rất tối ưu. Thế còn tản nhiệt cho laptop, hiện nay trên thị trường cũng có không ít những mẫu tản nhiệt cho laptop nhá. Vậy thì tản nhiệt sò lạnh cho laptop có nên sử dụng hay không? Và lý do tại sao? Thì hãy cùng Laptop World trả lời câu hỏi đó trong video này anh em nhá. Bắt đầu thôi. Trong video này thì mình sẽ nêu ra cái quan điểm cá nhân của mình về các mẫu tản nhiệt sò lạnh trên thị trường hiện nay mà nói là dành cho laptop. Đại đa số mình có tìm hiểu qua thì nó đều là dành cho các mẫu máy tính bảng anh em ạ, chứ không phải là dành cho laptop. Lý do vì sao? Đây, chúng ta lại phải nhìn qua một chút về cái cơ cấu thiết kế của laptop so với cả điện thoại smartphone. Anh em biết đấy, smartphone bây giờ thì thường có một cái độ hoàn thiện rất là tốt, rất là kín và gần như là nước không thể vào được, hơi ẩm khó để lọt vào được. Chính vì thế mà cái việc sử dụng một mẫu tản nhiệt sò lạnh trên điện thoại hoàn toàn là chấp nhận được và không có vấn đề gì cả. Nhưng mà trên laptop thì sao? Nó có rất nhiều những cái khe hút gió, khe thoát gió nó rất là thông thoáng như thế này. Và anh em biết đấy, trong môi trường thì luôn luôn có hơi ẩm, đúng không anh em? Và cái việc sử dụng một con sò lạnh nó sẽ làm cho cái nhiệt độ bên trong máy này nó lạnh hơn so với cả nhiệt độ bên ngoài rất là nhiều. Cộng thêm vào đó nữa là cái hệ thống tản nhiệt nó sẽ hút không khí bên ngoài vào nhiều hơn so với cả thông thường. Cho nên là cái việc ngưng tụ nước ở phía bên trong này là cái điều không khó xảy ra. Chính vì thế mà nếu như mà anh em sử dụng một con sò lạnh cho laptop thì lúc này rất là dễ bị đọng nước ở phía bên trong laptop của anh em. Đặc biệt là với cái khí hậu Việt Nam, khí hậu nóng ẩm như thế thì phải nói thật là chiếc laptop của anh em chắc chắn rồi nó sẽ không trụ được lâu đâu. Mà bất kỳ khi nào nó bị đọng hơi nước vào bên trong và nó dính lên một cái linh kiện nào đó ở phía bên trong máy, lúc này máy đang hoạt động, nó dẫn ra chập, cháy và chiếc laptop của chúng ta gần như là khó để có thể cứu chữa được nữa. Đó. Mặc dù là chúng ta đều thấy rằng là các mẫu tản nhiệt nó thiết kế gần như là rất giống để dành cho laptop đúng nào, nhưng mà thực chất là không phải đâu anh em nhá. Hầu hết là nó đều sử dụng để cho những cái chiếc máy tính bảng, máy tính bảng với kích thước lớn đặt lên và sử dụng với những tác vụ nặng như kiểu là render video các thứ thì nó giúp cho cái chiếc máy đó tản nhiệt mát hơn. Và máy tính bảng thì có thiết kế gần như là khá giống với cả điện thoại smartphone rồi, kín và hoàn toàn là rất ít những cái không khí có thể lọt vào phía bên trong được. Vậy thì chẳng nhẽ tản nhiệt sò lạnh lại không thể dành cho laptop được à? Thì cái này nó cũng phần nào may rủi nữa anh em ạ. Ví dụ như trên một số những cái mẫu laptop mà không có quạt tản nhiệt, ví dụ như là MacBook Air, nó không có quạt tản nhiệt đi mà cái thiết kế của nó trông cũng khá là kín đấy. Vậy thì sử dụng như thế nào cho nó hạn chế tối đa tình trạng rủi ro? Thì anh em có thể bật máy lên một lúc cho cái nhiệt độ trong máy nó bắt đầu ấm lên và nó ổn định cái nhiệt độ trong máy nó đang ở giữ ở mức nhiệt độ khoảng 50 độ C trở lên. Thì lúc này ở bên trong máy của em nó đã ít đi rất là nhiều những cái không khí ẩm rồi. Hôm nay anh em có thể sử dụng trên cái đế tản nhiệt sò lạnh đó. Và hãy nhớ là tắt cái tản nhiệt sò lạnh đó trước khi anh em tắt máy một lúc, để cho cái hơi lạnh nó bắt đầu nó mất dần đi. Và anh em tắt máy đi thì sẽ hạn chế tối đa cái tình trạng đọng hơi nước ở phía bên trong chiếc laptop của anh em. Và đó là một số những quan điểm cá nhân của mình. Chung quy lại thì nó tiềm ẩn rất là nhiều các cái rủi ro cho chiếc laptop của anh em mà mình không hề khuyến khích một chút nào cả. Và mình biết là còn có một số ông kê hẳn laptop lên bên trên chậu đá để laptop của mình tản nhiệt mát hơn, để render nhanh hơn trong mùa hè nữa. Thì cái việc kê lên chậu đá thậm chí là cụ đi còn nhanh hơn cơ. Cho nên là anh em lưu ý nhá. Đấy, còn sử dụng tản nhiệt cho laptop thì làm sao để tối ưu? Thì tất cả các hãng laptop bây giờ đây thiết kế ra nó đều phải chịu được dưới những môi trường khí hậu phải thật sự là khắc nghiệt. Cho nên là với cái môi trường khí hậu như bây giờ cộng với đó anh em ngồi trong phòng máy lạnh và anh em chỉ cần kê cao gầm máy lên một chút thôi là nó đã rất là đủ để anh em có thể sử dụng vào những cái tác vụ của anh em rồi. Điện năng của máy thì hãng cũng đã giới hạn lại để cho nó phù hợp với hệ thống tản nhiệt của máy rồi, cho nên chúng ta không cần phải đắn đo suy nghĩ quá là nhiều đâu. Nếu anh em muốn tối ưu hơn chút nữa thì có thể đầu tư cho mình một bộ tản nhiệt khí kê ở đế laptop, tản nhiệt bằng quạt gió, như thế đã là rất là ngon rồi anh em ạ. Còn cái việc
tản nhiệt xó lạnh thì mình thấy là hoàn toàn không cần thiết anh em nhá. Nếu như mà anh em cảm thấy video này hữu ích thì đừng quên chia sẻ với bạn bè mọi người để tránh gặp phải tình trạng tương tự. Còn anh em muốn mua những cái mẫu tản nhiệt khí thì mình cũng sẽ để link bên dưới phần mô tả cho anh em có thể tham khảo. Và hiện tại Lavua cũng đã có rất là nhiều các mẫu mã tản nhiệt cho laptop, từ gaming cho tới văn phòng các thứ. Anh em hoàn toàn có thể vào đó và tham khảo anh em nhá. Còn bây giờ đừng quên cho Lavua một like và một sub, cũng như nhấn nút chuông để không bỏ lỡ video mới nhất. Và xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.